Xin chào các bạn, mình là Mỹ Như. Rất vui được đồng hành cùng bản tin tuần và lần news số 44. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang, cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Mở đầu bản tin số 44 là tin vui, Trường Đại học Văn Lang đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo. Đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy nói riêng và phát triển của Trường Đại học Văn Lang nói chung. Các bạn hãy cùng Mỹ Như nhìn lại tin tức này ngay bây giờ nha. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo 7 ngành: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tài chính ngân hàng, kỹ thuật xây dựng, quản trị kinh doanh thương mại, công nghệ sinh học và kiến trúc. Tính đến hiện tại, Văn Lang tự hào hiện có 10 chương trình đào tạo đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia. Từ năm 2018, tới nay, chúng có 4 năm, đã có một sự bứt phá, thay đổi hết sức ấn tượng ở ngoạn mục. Chúng tôi muốn trời thôi, tất cả chúng tôi đang ngồi đây. Tại này chúng tôi có một chương trình đào tạo, tất cả những năm tôi đang học, đang đi trở lại ở sinh viên ngày xưa tại một trường đại học của nước ngoài, một trường có uy tín của nước ngoài. Chúng tôi cũng xin nói riêng với các em sinh viên đấy, chúng ta đã học tập trong một nhà trường kiểm định, trong chương trình đào tạo kiểm định, đấy là một cái niềm vinh hạnh đấy, là chúng ta hoàn toàn có thể tự hào là chúng ta được học tập trong một môi trường rất lành mạnh, trường chúng ta theo đuổi là đạo đức, chí và xa phả. Tiến sĩ Lê Mỹ Phong và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Nga bày tỏ lời chúc mừng, khích lệ tinh thần bứt phá của Trường Đại học Văn Lang trong lịch sử hình thành và phát triển 27 năm, kỳ vọng vào tiềm năng phát triển, đột phá của nhà trường trong công tác đào tạo, ươm mầm nhân tài cho đất nước. Văn Lang News xin chúc mừng Trường Đại học Văn Lang ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong hành trình hướng về những mục tiêu lớn, nâng tầm nhận diện tầm vóc trong lĩnh vực giáo dục đại học. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang và Khoa Răng Hàm Mặt đã có buổi gặp gỡ và ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức. Đối với Trường Đại học Văn Lang, khối ngành sức khỏe đã và đang được chú trọng đầu tư phát triển. Trong thời gian tới, nhà trường dự kiến sẽ mở thêm chuyên ngành bác sĩ y khoa, góp phần hoàn thiện hệ thống đào tạo đội ngũ chăm sóc sức khỏe có kiến thức tốt, tay nghề cao, đóng góp nhiều giá trị cho xã hội trong tương lai. Hy vọng rằng những hợp tác trong quá trình đào tạo và đồng hành nghiên cứu học thuật giữa hai đơn vị sẽ đem đến nhiều giá trị thực tiễn cho sinh viên khối ngành sức khỏe của Văn Lang trong tương lai. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã có buổi đón tiếp ban lãnh đạo công ty kiến trúc Trung Liêm Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện hai đơn vị đã thỏa thuận về các dự định hợp tác trong thời gian sắp tới. Công ty kiến trúc Trung Liêm Hàn Quốc sẽ là nhà tài trợ của cuộc thi kiến trúc mở rộng dành cho sinh viên Việt Nam, chủ đề Thiết kế không gian trung tâm văn hóa Việt Nam. Cuộc thi do ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, khoa kiến trúc và khoa mỹ thuật cùng phối hợp tổ chức, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn cùng tay nghề trong cộng đồng thiết kế trẻ. Bên cạnh đó, buổi làm việc mở ra nhiều dự định trong tương lai dành cho sinh viên Văn Lang tiếp cận gần hơn với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Tuần qua, các khoa viện đào tạo của trường đã tổ chức nhiều buổi workshop, hội thảo và các cuộc thi thu hút sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên. Các bạn hãy cùng Mỹ Như nhìn lại các hoạt động này nha. Trường Đại học Văn Lang chính thức khởi động chuỗi hoạt động Summer Movement, chuyển động hè, nhằm hưởng ứng phong trào luyện tập thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe cho sinh viên. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, buổi workshop tự vệ đường phố phổ biến nhiều kiến thức bổ ích về kỹ năng tự vệ, xử lý các tình huống khi bị tấn công đột ngột trên đường, phòng thủ khi bị tấn công từ phía trước, phía sau, bị đẩy ngã hoặc bị đối thủ khống chế. Buổi workshop tự vệ đường phố là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao và nghệ thuật, phát triển sâu nội dung các lớp học giáo dục thể chất của Trường Đại học Văn Lang. Chuỗi sự kiện với 9 nội dung diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, tiếp lửa cho phong trào thể thao trong cộng đồng sinh viên Văn Lang và trong cộng đồng. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, workshop Step by Teen, bản lĩnh tuổi trẻ được tổ chức tại hội trường Trịnh Công Sơn với sự xuất hiện của Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Hoa hậu Thùy Tiên mong muốn các bạn trẻ có thêm tự tin để thoát khỏi vùng an toàn, không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng khẳng định bản lĩnh, khẳng định cá tính.
Văn Lang News mong rằng trường đại học Văn Lang sẽ là điểm đến truyền cảm hứng của nhiều nhân vật nổi tiếng, bản lĩnh, tự tin, tạo thêm động lực phấn đấu cho các bạn sinh viên. Ngày 31 tháng 5 năm 2022, đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng Quy Yến 22 diễn ra tại cơ sở chính trường đại học Văn Lang. Top 9 thí sinh tài năng đã trải qua các phần thi kịch tính để tìm ra các giải thưởng quan trọng. Tổng kết cuộc thi, bạn Trần Thị Hồng Yến, sinh viên khoa quan hệ công chúng truyền thông đã xuất sắc đạt giải quán quân Quy Yến 22. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao 2 giải á quân cùng 6 giải cánh yến tài năng, bao gồm cánh yến năng động, cánh yến triển vọng, cánh yến duyên dáng, cánh yến sáng tạo, cánh yến phong cách và giải thí sinh đa năng nhất. Văn Lang News xin chúc mừng các cánh yến tài năng và bản lĩnh của Quy Yến 22. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường tương lai của mình nha. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, chương trình đào tạo đặc biệt phối hợp cùng khoa quan hệ công chúng truyền thông tổ chức buổi workshop How to make your CV stand out nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho sinh viên về vấn đề xây dựng một hồ sơ ứng tuyển tốt trong mắt nhà tuyển dụng. Tại buổi workshop, diễn giả Badu Narukula, nhà sáng lập và CEO The Bee Connection đã trình bày, thảo luận cùng các bạn sinh viên về cách để lại ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng chiếc CV tốt. Hy vọng rằng buổi workshop này là cơ hội học tập và trải nghiệm tốt để các bạn sinh viên chuẩn bị hành trang cho mình trước khi rời ghế nhà trường. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, câu lạc bộ học thuật Văn Lang Future Dance Club của khoa răng hàm mặt trường đại học Văn Lang tổ chức buổi sinh hoạt offline đầu tiên với chủ đề Dental Artistry dành cho sinh viên, diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Diamond Dental Lab. Buổi sinh hoạt giúp các bạn sinh viên tiếp cận với thao tác thu thập và xử lý dữ liệu nha khoa qua 2 bài báo của bác sĩ Bùi Khoa Phước, giảng viên chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật khoa răng hàm mặt, và bác sĩ Nguyễn Thanh Dũng, giảng viên khoa răng hàm mặt, để giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về mối liên kết giữa thu thập xử lý dữ liệu và tính nghệ thuật trong nha khoa. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, khoa mỹ thuật và thiết kế tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên khóa 24 ngành thiết kế nội thất trường đại học Văn Lang. Trong đợt bảo vệ tháng 6 năm 2022, hội đồng đánh giá các đồ án tốt nghiệp của sinh viên đạt yêu cầu về chuyên môn, đa dạng về phong cách, nhiều đề tài sáng tạo, mới lạ như nghệ thuật hát bội, gốm bào trúc, văn hóa uống trà. Các đồ án được nhìn nhận có tính thẩm mỹ, khả thi cao. Văn Lang News xin chúc mừng các bạn sinh viên khóa 24 ngành thiết kế nội thất đã hoàn thành đợt bảo vệ đồ án một cách xuất sắc nha. Tuần qua, các hoạt động hướng nghiệp tuyển sinh đã diễn ra vô cùng sôi nổi, từ các sự kiện trực tuyến đến trực tiếp tại trường đại học Văn Lang đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các bạn hãy cùng Mỹ Như nhìn lại các hoạt động này ngay sau đây nha. Tháng 5 kết thúc với nhiều hoạt động thú vị. Ngày hội Open Day lần 3 được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2022 tại cơ sở chính trường đại học Văn Lang đã nhận được sự quan tâm của hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông. Ngày hội sôi nổi với hơn 30 lớp học chuyên đề, thực hành và trải nghiệm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích, hoạt động tư vấn ngành nghề chuyên sâu với tất cả thầy cô thuộc toàn bộ các khoa, viện, phòng ban và các đối tác quốc tế của Văn Lang, hoạt động tham quan khuôn viên, cơ sở vật chất tại Văn Lang, giao lưu văn nghệ cùng các bạn học sinh trung học phổ thông và sinh viên Văn Lang. Với những giá trị mà chuỗi sự kiện Open Day mang lại, Văn Lang hy vọng đây sẽ là cầu nối giúp các bạn học sinh hiểu được ước mơ của chính mình, xác định rõ định hướng tương lai để chọn được cho bản thân một môi trường và hướng phát triển phù hợp. Chào đón thế hệ khóa 28 tương lai đến với Văn Lang. Tháng 5 vừa qua, các trường trung học phổ thông trên khắp cả nước rộn ràng bước vào mùa tổng kết năm học 2021-2022. Hòa chung không khí, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, đại diện ban giám hiệu, các khoa, phòng chức năng của trường đại học Văn Lang đến tham dự lễ tổng kết năm học và trao 500 suất học bổng khuyến học cho học sinh của 50 trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, động viên nỗ lực học tập của các em học sinh trong suốt một năm vừa qua. Trường đại học Văn Lang thường xuyên tổ chức các hoạt động duy trì mối quan hệ tốt đẹp và hoạt động kết nối thiết thực với trường trung học phổ thông xuyên suốt năm học như tài trợ học bổng khuyến học, hỗ trợ cơ sở vật chất và tăng cường các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Sắp tới, bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng, Văn Lang News xin chúc các em học sinh lớp 12 thật bình tĩnh,
tự tin và hoàn thành tốt kỳ thi nha. Ngày 31 tháng 5 năm 2022, chương trình livestream tuyển sinh Văn Lang Q&A với chủ đề Chương trình đào tạo quốc tế lựa chọn hấp dẫn dành cho Gen Z lên sóng nhằm giải những câu hỏi về tuyển sinh đại học, hướng nghiệp ngành nghề dành cho học sinh, những tân sinh viên khóa 28 tương lai quan tâm đến chương trình đào tạo quốc tế tại Văn Lang. Với chương trình, tất cả các chương trình quốc tế của Đại học Văn Lang nói chung và Viện Đào tạo Quốc tế nói riêng, thì cái đầu tiên là các bạn đang học chương trình nguyên bản của trường đối tác. Ví dụ các bạn học chương trình Newcastle hay là các bạn học chương trình Liverpool John Moore, thì các bạn đang học chương trình nguyên bản từ bên nước ngoài mang về. Điều đó có nghĩa là ở bên Anh hoặc bên Úc học như thế nào thì ở đây các bạn học y chang như vậy. Cái điều thứ hai là tiếng Anh. Hiện nay tiếng Anh là một kỹ năng mà các bạn, có những bạn mà gọi là sở đắc được cái kỹ năng này, thì các bạn sẽ thấy là cái cơ hội để các bạn gia nhập, trước mắt là mình ra trường mình gia nhập vào thị trường lao động, hay là những cơ hội mở ra cho mình rất là mở rộng hoặc là tốt. Thì đó là hai cái điều kiện mà cơ bản cần và đủ mà các bạn có khi mà các bạn tham gia chương trình này. Bên cạnh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, trường Đại học Văn Lang đang triển khai nhiều chương trình trao đổi sinh viên, chuyển tiếp với các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Các em thấy là ở trường thì rất là nhiều ngành, nhiều khoa, và hiện nay thì trường Đại học Văn Lang đến thời điểm này là có rất là nhiều các cái chương trình chuyển tiếp, chương trình trao đổi sinh viên dành cho sinh viên của tất cả các khoa. Cô lấy ví dụ như một số chương trình để các em có thể tìm hiểu thông tin. Ví dụ như là cái chương trình Unify Master Program với cả Viện Công nghệ Châu Á IIT. Thì ví dụ như là các bạn khi mà học hết học kỳ 1 năm thứ 4 của một số khoa trường Đại học Văn Lang thì cũng có điều kiện để chuyển tiếp sang IIT để học và được lấy cái bằng Master ở bên đó. Và tất nhiên là khi các em chuyển tiếp sang các chương trình này thì các em được hưởng rất là nhiều các cái ưu đãi như là học bổng hay là những các cái việc công nhận tín chỉ. Ngoài ra còn có các chương trình trao đổi, ví dụ như là với một số trường đại học top 1% đang nằm tại New Zealand, ví dụ như là trường Waikato hay là trường Victoria University of Wellington. Ngoài ra thì ở Úc thì cũng có một số trường các em cũng có thể trao đổi, ví dụ như trường Deakin hay là ví dụ như trường University of South in Australia, trường Đại học Nam Úc, và một số các chương trình của Mỹ nữa. Qua chương trình, mong rằng các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho hành trình đại học của mình nha. Trường Đại học Văn Lang vừa kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2022. Dự kiến trước ngày 10 tháng 6 sẽ công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển vào các ngành học tại trường. Mỹ Như xin chúc các bạn sẽ có những kết quả thật tốt nha. Bản tin tuần và Làng News số 44 xin được phép kết thúc tại đây. Các bạn hãy theo dõi bản tin trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin và Làng News tuần sau.